Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sơn Hà Makeup. Mùa lễ sắp đến rồi, đặc biệt là Noel, nên là hôm nay Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện cái makeup look lồng lộn này. Rất là hợp với không khí của mùa holiday. Và thôi không nói dông dài nữa, bây giờ mình sẽ vào trực tiếp cái tutorial luôn. Tiên Hà sử dụng màu powder trong bảng Morphe Jaclyn Hill 8S màu mắt để làm màu chuyển transition nha. Ở đây Hà đang sử dụng màu Hunts, là một màu burnt orange. Không biết giờ tiếng Việt ra là sao đây ta. Cam cháy hả? Nó nghe hơi mắc cười nhưng mà đúng là nó là như vậy đó. Tán ngay dưới màu powder vừa rồi. Sử dụng một cây cọ tán mắt khác, nhỏ hơn cây cọ mập, Hà sẽ lấy màu mocha để tán vào 1/3 đuôi mắt cho mắt sâu hơn. Tới bước này thì quá quen rồi ha, phải lấy một cây cọ tán mắt sạch, không có dính màu mắt gì hết. Lấy cái cây này để tán các cái màu để hòa lại với nhau nha. Hà đang sử dụng chì Rimmel Scandalize để kẻ mí trong cho thật đen. Mục đích là để lên lúc dán mi sẽ không bị hở khoảng trắng nha. Trời ơi, ghét nhất là cái bước kẻ cái này nhưng mà không thể thiếu được. Nhột ơi là nhột, chảy hết cả nước mắt. Đây, đến phần tích thố rồi đây. Hà sẽ sử dụng màu mắt dạng lỏng Stella Magnificent Meadows Clear and Glow Liquid Eyeshadow màu Kitten Karma. Trời ơi, cái tên nó ngắn ghê, đọc muốn líu lưỡi. Trời ơi, Hà thích cái này cực kỳ luôn á. Thấy chị Tati rồi mà Jeffree Star này nọ dùng cái cây này, nhưng mà tại vì mắc quá không thể nào bỏ ra tận 25 đô để mua một cây lẻ được. Nhưng mà Stella vừa mới cho ra một cái set 3 cây mini nhỏ nhỏ để cho các bạn dùng thử, nên là Hà đã mua ngay. Đó là mini chứ Hà nghĩ cái này dùng không có mau hết đâu. Trừ trường hợp là ngày nào bạn cũng muốn lầm lộn. Mãi từ video đầu tiên cho tới bây giờ mới có đoạn hắt xì lại. Hà sẽ lấy lại màu mocha để tán cho phần kim tuyến với lại phần đuôi mắt hòa vào nhau nha. Xong phần màu mắt ở mắt trên rồi, bây giờ mình sẽ phủi phần phấn ở dưới mắt đi nha. Hôm nay Hà có cơ hội được sử dụng thử cặp lông mi nổi tiếng Miami của Lily Lashes. Nhưng mà rất tiếc là lúc gắn lên thì quá ngắn so với mắt của Hà. Thiếu cả một khúc ở phần đuôi luôn, nên là đành phải chia tay em nó, quay trở lại với cặp lông mi cũ của Hà. Buồn quá. À, nói ngắn ở đây là đường gân của cặp lông mi ngắn chứ không phải là sợi mi ngắn đâu nha. Vì mắt của Hà khá là dài nên thường thường là phải sử dụng tới hai cặp lông mi, một cặp bình thường và cắt nửa cặp kia để gắn vào đuôi mới đủ mắt Hà. Sử dụng mascara để chuốt cho mi thật và mi giả dính vào nhau nha. Chuyển sang phần mắt dưới nha, bây giờ Hà sẽ lấy lại màu powder để tán toàn bộ phần mắt dưới. Tiếp tục như mắt trên là tới màu Hunts và Mocha cuối cùng ở đuôi mắt. Lấy lại màu mắt Stella Kitten Karma đánh từ đầu mắt cho tới giữa mắt nha. Tiếp sau đó là sử dụng cây cọ tán mắt nhỏ nhỏ tán cho màu kim tuyến với lại màu lì hòa với nhau. Sử dụng chì trắng kẻ đường mí trong dưới để nhìn mắt sáng hơn nha. Chắc các bạn cũng quá quen rồi, không thể thiếu lông mi dưới nha. Vậy là Hà đã hoàn thành xong phần trang điểm mắt, bây giờ tới phần mặt nha. Nền thì Hà đã đánh rồi, bây giờ là tới bronzer. Như thường lệ là Butter Bronzer của Physicians Formula.
The best. Sử dụng cọ quạt để lấy màu Toffee trong bảng Highlight and Contour Pro Palette của NYX để tạo khối cho gương mặt nhé. Hà sẽ sử dụng màu má cam cam đào đào trong bảng má của Kylian để làm má hồng nhé. Đây là má hồng dạng lì lên màu cực kỳ chuẩn luôn. Sử dụng lại màu Toffee trong bảng tạo khối của NYX để kẻ sống mũi nha. Vẫn chưa hết yêu em Fenty này nên là tiếp tục chùm em thôi. Hà sẽ lấy màu Fire Crystal như thường lệ để đánh toàn bộ mặt. Nói chứ đánh lên phần high points của gương mặt thôi. Các bạn nhớ không được quên setting spray để khóa lại lớp makeup trên gương mặt nha. Cuối cùng là son môi. Hà sẽ sử dụng son Ophelia Starlight Velvet màu Lovesick mà Hà yêu thích nhất trong bộ sưu tập này. Đầu tiên Hà sẽ sử dụng trực tiếp cây son để apply lên môi. Tiếp đến là sử dụng cọ môi để tán thật đều son. Và cuối cùng là sử dụng chi khuyết điểm để làm viền môi thật là chuẩn xác. Ta-da! Vậy là Hà đã thực hiện xong cái makeup look của ngày hôm nay. Các bạn thấy thế nào? Nếu như các bạn thích cái makeup look này thì đừng quên nhấn like cho video này nha. Đồng thời đừng quên nhấn nút subscribe cho channel của Hà để theo dõi những makeup look tiếp theo nhé. Thêm một điều quan trọng nữa là nhớ theo dõi Hà qua các mạng xã hội như là Facebook và Instagram. Hà sẽ để những thông tin đó ở phần description box ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye!